Thân mến, chào mừng các bạn tiếp tục trở lại kênh học tiếng Anh miễn phí cùng Mr. Long Linh. Chúng ta tiếp tục bài tập số 2 của phần Language Focus của Unit 2 các bạn nhé. Thì chúng ta sẽ còn hai bài nữa thôi, bài tập số 2 và bài tập số 3. Thế thì trong bài tập số 2 này, một lần nữa chúng ta sẽ gặp lại một dạng đục lỗ của luyện đọc tiếng Anh, và nó cũng liên quan đến các cái thì của chúng ta các bạn. Và đây là cái bài tập mình đánh giá cũng là một trong những cái bài tập mà nó sẽ có thể nó sẽ xuất hiện trong rất nhiều cái kỳ thi của các bạn đó các bạn. Cho nên các bạn để ý lưu ý nha, những dạng bài tập cái này mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách tiếp cận và cái cách giải quyết một cách nhanh gọn và dễ hiểu nhất, và các bạn sẽ có kiến thức vững chắc để các bạn làm những cái phần khác. Rồi, vậy thì bây giờ mình hướng dẫn các bạn để ý, đây là cái dạng đục lỗ này, nó có 8 lỗ, có 8 chỗ mình cần điền. Và đương nhiên đây là những cái chỗ mà người ta kiểm tra mình về thì rất là nhiều này, về thì của tiếng Anh đó. Rồi vậy thì gặp những dạng này á, thì mình sẽ cố gắng hướng dẫn các bạn đầu tiên đoán nghĩa người ta đang muốn nói điều gì nhé. Rồi sau đó mình chọn cái từ thiếu đó, mình chọn vào cái thì cho nó phù hợp, cái từ cho nó phù hợp. Đây, ví dụ mình đọc câu đầu tiên này. Cái cô Rosemary Dare này là một cái gì? Một nhà nhiếp ảnh, những người chụp ảnh về đời sống hoang dã đấy các bạn. Động vật thực vật hoang dã này. Đó, một nhà nhiếp ảnh về đời sống hoang dã. Cô ta làm cái gì đó, làm cái gì đó trong nhiều năm. Đây các bạn này, cô ta làm cái gì đó trong nhiều năm. Chúng ta thấy for many years là chúng ta đã nghĩ ngay đến thì hiện tại hoàn thành hoặc là hiện tại hoàn thành tiếp diễn. Trong nhiều năm, vậy thì như trong cái video đầu tiên của phần Language Focus mình hướng dẫn các bạn đó, nếu mình tiếp cận theo một quá trình thì mình chọn hiện tại hoàn thành tiếp diễn. Còn nếu mình tiếp cận theo quá trình không là kết quả, mình tiếp cận theo là một cái kết quả là mình chọn hiện tại hiện tại hoàn thành. Đó, các bạn hình dung được chưa? Xin lỗi, mình không phải hiện tại hoàn thành tiếp diễn mà là hiện tại hoàn thành. Là như vậy là mình nói ngắn gọn thế này. Một lần nữa mình không có cố, mình không có để các bạn lẫn lộn mà mình nói gọn gàng gãy chỗ này một tí này. Nếu các bạn tiếp cận trong nhiều năm này mà theo một quá trình là các bạn chọn hiện tại hoàn thành tiếp diễn. Mà nếu trong nhiều năm này mà các bạn chọn nó là một kết quả tiếp cận, mình hướng dẫn người ta đọc cái thông tin của mình theo cái hướng là kết quả, là mình chọn hiện tại hoàn thành. Thế thôi, vậy thôi. Cứ kết quả là hoàn thành mà quá trình là hoàn thành tiếp diễn, cứ vậy mà ta làm. Đó, hiện tại hoàn thành và hiện tại hoàn thành tiếp diễn. Vậy thì cô ta sống ở Uganda này trong nhiều năm. Vậy thì chúng ta tiếp cận theo hướng là quá trình. Thì câu 1 này ta sẽ chọn C. Bởi vì sao ta không thể tiếp cận theo hướng kết quả? Bởi vì trong này không có hiện tại hoàn thành. Các bạn thấy chưa? Chỉ có hiện tại hoàn thành tiếp diễn thôi. Vậy thì ta chọn quá trình. She has been living. Đó. Cô ta sống ở Uganda này trong nhiều năm. Đó, các bạn nhớ nha. Nhớ là quá trình chứ không phải là kết quả nha. Rồi, đó là câu số 1. Câu số 2 này. Cô ta làm cái gì những con voi trong 20 năm? Đây. Cô ta làm gì của những con voi trong 20 năm? Tiếp tục là quá trình hay kết quả? Chúng ta xem dưới này. Chúng ta xem câu 2 này có hiện tại hoàn thành, có cái kết quả không? Không có, đúng nào? Chỉ có quá trình thôi. Đấy, quá trình đấy này. Hiện tại hoàn thành tiếp diễn của chúng ta này. Cô ta chụp ảnh. Cô ta chụp ảnh những con voi trong 20 năm. Các bạn thấy hay chưa? Giữa cái ranh giới của thì hiện tại hoàn thành và cái ranh giới giữa hiện tại hoàn thành và hiện tại hoàn thành tiếp diễn nó rất là nhỏ, nó rất là mỏng, nó mong manh lắm. Nếu chúng ta tiếp cận ở hướng kết quả là ta chọn hoàn thành, mà ta tiếp cận ở hướng quá trình là ta chọn hiện tại hoàn thành tiếp diễn. Đó, cứ thế mà ta làm. Một cái hiện tại hoàn thành, một cái hiện tại hoàn thành tiếp diễn. Đó, các bạn thấy chưa? Như vậy là câu 1 và câu 2 các bạn hiểu được rồi gì? Rất, cứ thế mà các bạn làm nha, nắm gọn cái ý đồ của người ta. Rồi bây giờ câu 3 này các bạn này. Cô ta đã chụp hình những cái voi trong 20 năm được chưa? Rồi tiếp tục. Cô ta làm cái gì? Hàng nghìn bức ảnh từ năm 1980. Ồ, chỗ này rất dễ rồi. Có since và sau đó là cụm từ quá khứ này. Quá khứ này. Vậy thì chắc chắn trước này thì hiện tại hoàn thành. Vậy thì câu 3 ta xem chỗ nào hiện tại hoàn thành đâu? Câu 3. Câu 3 chỗ nào hiện tại hoàn thành? Đấy, nhìn vô là has taken này. Chỉ có câu 3 C là hiện tại hoàn thành thôi. Đó, các bạn thấy chưa? Như vậy là cô ta đã sao? Đã chụp hàng nghìn bức ảnh. Đã chụp hàng nghìn bức ảnh đó các bạn. Từ năm 1980, những năm 1980 trở đi. Năm ngoái, rồi ta thấy cụm từ chỉ quá khứ, ta chọn quá khứ luôn. Cô ta làm cái gì mà giải thưởng quốc tế cho nhiếp ảnh thiên nhiên này? Ồ, vậy là chúng ta xem câu 4 cái chỗ nào là quá khứ. Có cụm từ last year. Last year rồi là ta tìm cho ra quá khứ cho mình. Rồi, vậy thì chỉ có phương án A. Đúng nào? Nó phương án A là quá khứ thôi nè. Đó.
Vậy thì câu 4 ta chọn là cô ta chiến thắng đúng không nào? One. Đó, cô ta chiến thắng một giải thưởng quốc tế cho nhiếp ảnh thiên nhiên này. Rồi, cô ta làm cái gì? Nhiều giải thưởng trong nhiều năm. Rồi, cái đây có cụm từ trong nhiều năm. Không xác định trong quá khứ. Không xác định trong quá khứ rồi sao nữa các bạn? Và là còn diễn tả ở hiện tại, còn liên quan đến hiện tại và thậm chí kéo dài tương lai. Thì đương nhiên nó là thì hiện tại hoàn thành, không cần phải suy nghĩ nhiều. Có nghĩa là cô ta đã giành nhiều giải thưởng trong nhiều năm và đến bây giờ vẫn còn tiếp diễn, đúng không các bạn? Rồi, vậy thì số 5 ta tìm ra hiện tại hoàn thành. Số 5 hiện tại hoàn thành đâu? Đây, C đúng không nào? Rất dễ các bạn. Đây là một bài tập rất là dễ nếu các bạn biết xác định thì, xác định những cái cụm từ liên quan đến thì. Rồi, đó là câu 5. Bây giờ câu 6 của chúng ta này các bạn nè. Câu 6 đây, rồi. Gần đây, à, tiếp tục một hiện tại hoàn thành nữa nè. Cụm từ chỉ thời gian các bạn nè. Gần đây, đó, đây là những cụm từ liên quan đến hiện tại hoàn thành. Các bạn thấy chưa? Liên quan đến hiện tại hoàn thành rất là nhiều. Đó, đó. Rồi, gần đây sao? Cô đe này sao? Làm gì? Đam mê vào những con tê giác. Rồi, vậy thì ta xem có hiện tại hoàn thành ta chọn. Vậy thôi, câu 6 đâu? Đây, hiện tại hoàn thành của chúng ta đâu rồi? Đấy, chỉ có A là hiện tại hoàn thành thôi. Đó. Rồi, chỉ có A là hiện tại hoàn thành. Vậy thôi, gần đây cô ta trở nên là đam mê đến những con tê giác, đúng không? Rồi, sao nữa? Cô ấy làm gì? Cô ấy làm gì chúng trong cái gì? Trong vài tháng vừa qua. Vài tháng vừa qua. Rồi, vậy thì cái chỗ 7 chúng ta thấy cái chữ last. Các bạn để ý nè. Chúng ta đã thấy chữ last rồi. Thì các bạn để ý là liên quan đến thì quá khứ. Nhưng không phải nhất thiết chúng ta phải ưu tiên thì quá khứ tùy vào cái cụm từ phía sau nó đi nữa. Đây, trong nhiều tháng, trong vài tháng này, trong ít tháng vừa qua này. Vậy thì chúng ta thấy cái việc mà cô ta làm gì chúng trong ít tháng vừa qua nó còn diễn ra ở hiện tại nữa không? Nó là một cái quá trình hay là kết quả? Nó là một quá trình đúng không? Mình tiếp cận nó theo hướng quá trình. Vậy thì chúng ta chọn nó giữa hiện tại hoàn thành tiếp diễn và hiện tại hoàn thành. Ta chọn cái gì? Hiện tại hoàn thành tiếp diễn. Và trong này thực ra nó không có hiện tại hoàn thành. Thì chúng ta chỉ còn hiện tại hoàn thành tiếp diễn thôi. Cô ta đã lần theo nó nè. Theo dõi nó, theo dõi những con tê giác đó. Theo dõi nè. Đó, cô ta theo dõi, cô ta lần theo. Cô ta lần theo những con tê giác trong nhiều vài tháng gần đây. Đó, đó là một hành động tiếp cận theo hướng quá trình. Đó, mình nói lại một lần nữa đó các bạn. Rồi, cuối cùng sao? Tôi chắc chắn rằng chúng ta sao? Sớm. À, chúng ta thấy chữ soon. Đây là một từ mà nó có dấu hiệu của thì tương lai. Tôi chắc chắn rằng chúng ta sẽ sao? Thì chúng ta sẽ như thế nào? Những bức ảnh thú vị, vài bức ảnh thú vị sớm. À, chúng ta sẽ xem đúng không nào? Chúng ta sẽ xem vài bức ảnh sớm đúng không nào? Vậy thì có dấu hiệu của thì tương lai. Các bạn thấy thì tương lai chưa? Vậy thì chúng ta xem trong câu 8 này chỗ nào là dấu hiệu thì tương lai? Chỉ có phương án A. Phương án A là dấu hiệu thì tương lai. We'll see. We'll see. À, tôi chắc chắn rằng chúng ta sẽ được xem. Chúng ta sẽ xem vài bức ảnh thú vị. Vài bức ảnh thú vị sớm thôi. Đó, của cô ta lần theo những con tê giác đó. Như vậy cái bài tập số 2 các bạn nhìn đây. Như vậy là chỉ có một bài đoạn ngắn thế này mà người ta đã đưa ra rất nhiều cái dữ kiện, những cái cụm từ chỉ thời gian, những cái cụm từ liên quan đến các thì. Ví dụ đây thì hiện tại hoàn thành, thì hiện tại hoàn thành. Rồi thì quá khứ, đó các bạn thấy thì quá khứ. Rồi thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn, thì hiện tại thì hoàn thành tiếp diễn. Hiện tại hoàn thành tiếp diễn, đó các bạn thấy chưa? Đấy là những cái cụm từ mà nó rất là hữu ích, nó có rất là giá trị để chúng ta xác định thì và chúng ta làm. Thế thì dạng đục lỗ này thì nó là một dạng đục lỗ bên cạnh kiểm tra kiến thức từ ngữ mà người ta còn kiểm tra mình là kiến thức về thì nữa các bạn. Và hy vọng qua cái video này nó sẽ giúp cho các bạn hiểu rõ hơn một xíu nữa về thì. Còn nếu các bạn chưa hiểu rõ nhiều thì các bạn có thể xem trong cái ngữ pháp của mình, trong cái kênh của mình sẽ giảng giải rất kỹ về các thì cho các bạn. Và các cái thì nào các bạn không hiểu thì các bạn có thể hỏi và mình sẽ nhiệt tình mình hướng dẫn cho các bạn để các bạn hiểu. Rồi, một lần nữa mình cảm ơn các bạn đã bỏ thời gian theo dõi video này và mong các bạn thích video này và các bạn nhấn đăng ký kênh để các bạn đón nhận nhiều video hay nhé. Một lần nữa mình cảm ơn và chúc các bạn một buổi tối vui vẻ bên gia đình và người thân, và hẹn các bạn vài phút nữa để chúng ta vào cái bài tập cuối cùng của phần Language Focus, cũng là phần cuối cùng của Unit 2 luôn các bạn nhé. Rồi, cảm ơn các bạn rất là nhiều và chúc các bạn một buổi tối vui vẻ bên gia đình và người thân. Chào các bạn.